nước ngọt tốt hay nước lọc tốt? Ôi trời, Nick đang uống nước ngọt đó sao? Đúng là đồ uống yêu thích của mình có khác. Con uống quá nhiều nước ngọt rồi đó Nick. Thay vì thế con hãy uống nước lọc. Nhưng mà nước ngọt ngon hơn ạ. Uống đi nào. Eo ơi. À, có cách rồi. A few minutes later. Ta-da! Nước uống thần kỳ tới rồi đây. Wow, đẹp quá mẹ ơi. Con thích lắm. Vậy con hãy nhớ uống nhiều nước vào nhé. Dạ vâng ạ. Uống đi nào. Chẳng ngon hơn được chút nào cả. Hả? Nick lại nảy ra ý định gì nữa đây? Chẳng nhẽ Nick lại muốn làm gì đó với bình nước thần kỳ của mẹ sao? Băng này chắc là đủ rồi. Giờ thì bắt đầu chút hết nước ra ngoài nào. Nick đang làm gì vậy ta? Sao lại chút hết nước uống ra ngoài vậy nhỉ? Vậy là xong rồi. Ui da, nặng quá. Không biết mẹ đã đi chưa nhỉ? May quá, cơ hội đây rồi. Chao ôi, nhiều nước ngọt quá đi. Bây giờ thì phải mau đổ hết nước ngọt vào trong bình nào. Nick làm như thế này là nói dối mẹ đó. Mẹ mà biết sẽ giận lắm cho coi. Mà khoan đã, nước thường và nước ngọt có màu khác nhau. Nếu để thế này thì mẹ biết mất. À, đúng rồi. Ta-da. Thế là đã xong. À, vậy là Nick của chúng ta đã tráo đổi toàn bộ nước lọc trong bình nước thần kỳ thành nước ngọt rồi. Và bây giờ Nick đang uống rất nhiều nước ngọt kìa. Như vậy rất có hại cho sức khỏe đó. Ơ, thằng bé đang làm gì vậy nhỉ? Chết rồi, mẹ mà biết thì chết mất. Tốt lắm con trai, mình phải uống thật nhiều nước vào nhé. Dạ vâng ạ. Con bị làm sao vậy? Dạ con. Ôi không, mẹ bắt đầu mất kiên nhẫn và nổi giận rồi. Hả? Con lại lén uống nước ngọt đúng không? Con A few moments later. Ôi, cái bụng của mình lại nữa rồi. Có vẻ như Nick của chúng ta đang gặp rắc rối lớn vì đã uống quá nhiều nước ngọt rồi. Một tiếng sau. Đau bụng quá đi mất. Đây là tác hại của việc con uống nước ngọt quá nhiều. Con bị tiêu chảy rồi đó. Sao cơ? Tiêu chảy ạ? Mau uống thuốc đi con trai. Giờ thì con nằm nghỉ đi một chút. Một lúc nữa là sẽ ổn thôi con. Mẹ ơi, từ ngày mai con sẽ không uống nước ngọt nữa đâu ạ. Mẹ không cấm con uống, nhưng phải hạn chế con nhé. Vâng ạ. Ngày hôm sau. Ồ, Nick của chúng ta đã hoàn toàn khỏe lại rồi. Hôm nay lại đến lượt Daisy uống nhiều nước ngọt sao? Ôi, hết mất rồi. Em nên uống ít nước ngọt thôi. Nếu không, răng mình sẽ bị ố và còn bị tiêu chảy nữa đấy. Thật vậy sao anh Nick? Ôi, đáng sợ quá anh Nick ơi. Được rồi, vậy giờ anh em mình cùng nhau đọc sách nhé. Dạ vâng ạ. Vậy đó, uống nước ngọt nhiều, đó là một việc không tốt. Các bạn nhỏ hãy đừng như Nick nhé. Một ngày làm cảnh sát của Otis. Yeah. Otis đang nghĩ gì vậy nhỉ? Otis đang muốn đóng vai một chú cảnh sát tốt bụng đây mà. Lên đường thôi nào. À, hai máy đang làm gì thế kia? Sao bầu không khí giữa Sarah và Emma lại căng thẳng thế này? Đưa búp bê cho chị nào.
Dừng lại ngay. Ôi, có chuyện gì vậy anh Otis? Sao lại giành đồ chơi của bạn thế hả? Ôi không, em cầm búp bê cho chị nhé. Bọn em đang chơi trò bác sĩ khám bệnh mà anh. Gì cơ? Chơi trò chơi á? Đúng thế, anh Otis hiểu nhầm mất rồi. Otis lại phát hiện ra điều gì kỳ lạ nữa sao? Nick đang làm gì thế kia? Chẳng nhẽ Nick đang muốn làm điều gì xấu sao? Chết này, chết này! À, đừng bắn nữa, đừng bắn nữa mà. Đứng lại. Ôi không, ôi đừng bắn nữa, dừng tay lại. Cậu có thể khiến người khác bị thương đến Nick. Không phải, cậu hiểu lầm rồi. Hả? Để tớ, để tớ. Hóa ra là Nick đang muốn dập lửa thôi mà. Yeah, cuối cùng cũng dập được lửa rồi. Liệu tương lai tớ có làm lính cứu hỏa được không? Được chứ. Có vẻ ưu tiết của chúng ta hôm nay cũng chưa có cơ hội ngăn chặn cái xấu rồi. Hôm nay thật là may quá đi. Chẳng có lẽ là... Wow, nhiều tiền quá đi. Lần này thì cậu chết chắc rồi. Đứng lại. Có chuyện gì vậy? Mau thành thật khai báo trong này có thứ gì thì cậu sẽ được khoan hồng. Không có gì cả đâu. Ôi giời ơi, hôi quá. Trong này chỉ có rác thôi. Tớ hy vọng tớ có thể góp phần bảo vệ môi trường. Ồ, vậy tớ xin lỗi nha. Hả? Tên kia, đứng lại mau. Ôi, tớ sợ quá. Cậu là cảnh sát mà, cậu lên đi. À, đây rồi. Chết này. Điều điều, chụp rồi nha baby. À, đứng yên. Ngươi đã bị bắt, làm tốt lắm cậu bạn nhỏ. Cháu xứng đáng nhận được một huy chương anh hùng. Chúc mừng cậu nhé, cháu cảm ơn ạ. Thôi, ta đi đây. Chúng mình thu dọn rồi về thôi. Ơi, ai, ai đánh đây? Ấy da, hóa ra là Jenna đang ngủ mơ à. Con bé ngủ xấu tính quá đi. Ôi, buồn ngủ quá đi. Lại cái gì nữa thế này? Ôi trời đất ơi, lại đánh lượt Suri. Hai đứa nhỏ này tướng ngủ xấu tính quá đi à. Không được đạp lung tung nữa đâu đấy. Ôi, muộn rồi. Hồi quá đi mất. Đến giờ thức giấc rồi. Các con ơi, dậy đi nào. Suri, dậy đi con. Jenna, không được ngủ nữa, dậy mau. Không đâu. Cả Suri nữa, dậy mau lên. Hả? À, không được ngủ. Đến giờ thức giấc rồi, các con phải dậy thôi. Không được, không được, dậy đi. Bọn nhỏ mãi không chịu dậy, phải làm sao bây giờ? Để xem các con có chịu dậy không. Con gà gà lè gà lè sang rồi ai ơi. Gà 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 lè gà sang rồi ai ơi. Tiếng gì mộng ảo thế nhỉ? Đau đầu quá đi. Hai đứa đã chịu dậy chưa? Dậy rồi ạ. Mẹ ơi con đói. Con muốn ăn, đói quá đi à. Mẹ đây, mẹ đây. Chờ mẹ một chút nha. Con đói.
Có ngay, có ngay. Con không thích ăn cái này đâu. Thật là hư quá đi. Đòi hỏi như thế là không tốt, biết chưa? La 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 la. Ôi trời đất ơi. Ơ, đó là kẹo của con mà. Con lớn rồi phải nhường cho các em chứ. Ơ, các con ơi. Kẹo mút chỉ có một chiếc thôi ư? Không, con không ăn kẹo này đâu. Các con không thích ăn kẹo sao? Ai, kẹo mút ngon như này mà không ăn à. Thôi được rồi, chờ mẹ một chút. Rốt cuộc là bọn trẻ thích cái gì nhỉ? Hả? Đưa cho mẹ. Đó là bim bim của con mà mẹ. Con lớn rồi, bim bim này nhường cho em đi. Con đói quá. Bọn con không ăn bim bim đâu. Bim bim mà cũng không ăn. Bọn con đói. Mình phải làm sao bây giờ? Đúng rồi. Wow. Uống sữa nha. Vâng ạ. Con cảm ơn mẹ. Làm mẹ không hề dễ dàng gì.